Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy Lợi nhé các bạn. Thì hôm nay Lợi trả lời một thắc mắc của bạn Lê Khánh An Lê. Bạn hỏi rằng A bằng 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng chấm 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 cộng đến 2 mũ 10. Khi đây chính là dạng dạng tính nha các bạn, dạng tính tổng tổng dãy lũy thừa cùng cơ số, được chưa? Khi các bạn tính tổng dãy lũy thừa cùng cơ số thì các bạn tập trung vào cái cơ số giúp Lợi, được chưa? Tập trung cái cơ số giúp Lợi. Rồi bắt đầu nè, mình diễn đạt nè, thì đây chính là hai mũ không cộng 1 chính là 2 mũ 0, 2 chính là 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng chấm 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 đến 2 mũ 10. Vậy cơ số của mình chính là 2. Được chưa? Cơ số của mình chính là 2. Thì các bạn chỉ cần nhân 2 vế cho 2. Nếu cơ số là 3 thì các bạn nhân 2 vế cho 3. Nếu là cơ số là 4 thì các bạn nhân 2 vế cho 4. Cứ vậy mà các bạn làm. Vậy mình nhân 2 vế, được chưa? Và viết lại cái này: 2 mũ 0 cộng 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng chấm 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 đến 2 mũ 10. Thì tới đây các bạn phân phối vào và các bạn nhớ kiến thức. Nhớ kiến thức đó là A mũ N nhân A mũ M. Thì đây gọi là phép nhân 2 lũy thừa cùng cơ số nè, được chưa? Ta lấy mũ cộng, vậy bằng A mũ N cộng M, được chưa? Rồi, vậy 2 nhân N viết lại nè. Đây, 2 chính là 2 mũ 1, vậy là 1 cộng 0 bằng 1. Vậy 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng chấm 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 đến 2 mũ 10, 11. Khi trước 2 mũ 11 chính là 2 mũ 10, được chưa? Rồi, tiếp tục 2 nhân A bằng. Rồi, các bạn nhìn vào cái đề đi các bạn. Nhìn vào cái đề đi. Đây, nhìn vào cái đề. Đây, từ 2 mũ 10 đó, nè, từ 2 mũ 0 đến 2 mũ 10 nè. Thì các bạn nhìn nè, 2 mũ 10 đến 2 mũ 1 thiếu gì ạ? 2 mũ 0, đúng không ạ? Vậy mình cộng 2 vế cho 2 mũ 0. 2 mũ 0 cộng, và các bạn viết lại cái này. 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng chấm 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 2 mũ 10 cộng 2 mũ 11. Rồi, thì các bạn nhìn thấy từ đây tới đây có phải chữ A không ạ? Đó, vậy mình sẽ bằng 2A bên dưới trái lại nè, cộng 2 mũ 0 chính là 1 đó các bạn, bằng A cộng 2 mũ 10, 11. Rồi, bên đây hai chữ A, bên đây một chữ A, các bạn chuyển vế đổi dấu. Vậy 2A trừ A. Rồi, một chuyển qua đây và trừ, vậy là 2 mũ 11 viết trước nè. Trừ 1. 2A trừ A còn A, vậy bằng A bằng 2 mũ 11 trừ trừ 1. Và kết quả của bài này A bằng 2 mũ 11 trừ 1. Ok chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.